chính quyền Mỹ chuẩn bị tinh thần cho người dân về 2 tuần đầy khó khăn phía trước bằng một cảnh báo sốc. Đó là số người tử vong vì COVID-19 tại Mỹ có thể lên tới hơn 200.000 người. Ấy là trong trường hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa. Chúng ta sẽ mất 220.000 người và điều đó sẽ xảy ra trong vài tuần tới. Con số ấy thậm chí có thể tăng thành 2,2 triệu người tử vong nếu như chúng ta không làm gì, không phòng ngừa mà cứ tự do sống như lúc không có dịch. Những cảnh báo rõ ràng được hy vọng sẽ khiến người dân Mỹ thay đổi ý thức và cách cư xử, thực hiện triệt để yêu cầu ở nhà. Chính quyền Liên bang Mỹ cũng đã gia hạn việc thực hiện giãn cách xã hội, cấm tập trung đông người, ít nhất là đến hết tháng 4. Không có vaccine hay biện pháp chữa trị kỳ diệu nào cả. Tất cả là do cách cư xử. Cách cư xử của từng người chúng ta sẽ tạo ra sự thay đổi của đại dịch này trong 30 ngày tới. Một loạt các bệnh viện giã chiến đã được dựng lên khắp nước Mỹ. New Orleans, Chicago, Detroit, 3 thành phố được dự báo sẽ là những trung tâm dịch mới ở Mỹ, đã chuyển các trung tâm hội nghị thành những bệnh viện chuẩn bị cho những tuần căng thẳng sắp tới. Chúng tôi đang chuẩn bị cho tình huống có số lượng lớn người phải nhập viện và không may là đi kèm với đó là một số lượng lớn người tử vong. Chính quyền Liên bang Mỹ cũng đã kích hoạt mọi nguồn lực, cử quân đội, tàu bệnh viện hải quân tới hỗ trợ các địa phương, yêu cầu một loạt các công ty tư nhân có thể là đang sản xuất ô tô phải chuyển sang sản xuất máy thở đáp ứng nhu cầu cao trong những tuần tới. Tới thời điểm này, khoảng 96% dân số Mỹ đã được lệnh ở nhà. Ở nhà giờ không còn là khuyến cáo mà là mệnh lệnh phải chấp hành trên hầu khắp nước Mỹ. Nước Mỹ xác định trong tất cả các sự chuẩn bị thì giữ khoảng cách xã hội và thực hiện lệnh ở trong nhà là biện pháp hữu hiệu nhất để có thể giảm thiểu những thiệt hại về người do COVID-19 gây ra trong những tuần căng thẳng sắp tới. Trường Sơn, phóng viên truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Mỹ.